Hello, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với ẩm thực của Suke. Ok, thì hôm nay là mình làm món ba chỉ hầm nước tương nha anh em. Đấy, ba chỉ hầm nước tương làm món là lạ chút. Ăn cho nó phê đúng không? Xin mời tất cả anh em nha.
nó đậm đà cái hương vị của xì dầu luôn anh em ạ, đậm mùi xì dầu luôn đấy. Cái phần thịt mỡ nó không có ngầy nữa đâu, mình chiên giòn nó lên nó không ngầy nữa. Cái da nó rất là dai anh em ạ. Lúc này mình chiên giòn đấy, bây giờ đưa lên hầm nó dai. Cái này mà mình nêm nhiều nhiều súp một tí nữa thì có thể ăn cơm được anh em. Ăn cơm cũng rất là ngon. Nóng quá.
Thôi nha, bye bye anh em nha. Cảm ơn anh em đã đón xem video của mình. Hẹn gặp lại anh em ở video sau nhé.